Rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay em giới thiệu với các bạn 7 cái máy bãi Nhật. Mấy cái máy này em tiện chọn hết rồi nha. Quay ngon lành hết em mới bán cho anh em. Này là máy số 1. Daiwa ST700. Size 2000. Made in Thái Lan. Con này là thân carbon, nồi carbon nha anh em. Cước số 2 vô được 150m. Cước 3 vô được 100m. Cước 4 vô được 70m. Quay nhẹ lắm anh em, không có nặng. Gạt cần ngon lành. Rồi. Con này em bán cái giá là 320.000. Free ship. Free ship toàn quốc cho anh em luôn. Con này con số 2. Daiwa. Đi rao 3,5. Size thật của nó là 5.000, size 5.000. Cước 0.3 vô được 220m. 0.32 vô được 190m. 0.35 vô được 155m. Made in Japan. Con này em bán với giá là 550 nha. Free ship toàn quốc. Anh em nào lấy comment ở dưới nha. Con này con số 2. Con này con số 3. Daiwa Emblem. Nơi chày cũ một tí. 1,500. Size thật của nó là 2.000 anh em. Con này là Made in Japan. Con này hệ thống ABS. Chạy. Quên gu. Con này chày em bán với giá là 320.000 nha. Free ship cho anh em. Con này con số 4. Daiwa Accord. Lộn, Shimano Accord. 3.000. Size 3.000. Cước số 4 vô được 100m. Nhẹ lắm nha, quay nhẹ hững à. Thân nồi carbon. Mấy cái này thân nồi carbon pha không nha anh em, chứ không phải carbon nguyên chất đâu. Nó là dạng pha. Rồi, con này em bán giá là 500.000. Free ship toàn quốc. Con này con số 5. Daiwa ST1000. Size 4.000. Made in Taiwan. Đài Loan nha anh em. Cước số 4 vô được 230m. Số 5 180m. Số 6 150m. Tất cả các máy đây đều rõ tay được nha. Đổi tay trái phải đều được.
Con này với giá là 350.000. Free ship cho anh em luôn. Con số 5, con số 6 chứ. Shimano Navi 4000. Size 4000. Này là hàng của Malai xuất Nhật. Ba bạc đạn. Cước số 3 vô được 200m. Cước số 4 vô được 150m. Chạy. Chạy nhiều anh em. Con này ngon lành. Rồi, em bán này với giá là 400.000. Free ship cho anh em. Con này con số 7. Daiwa Rirao 1.500. Size này là size 1.500 đúng không anh em? Cước 0.2 vô được 140m. Cước 0.25 vô được 90m. Made in Thái Lan. Rồi, con này với giá là 320.000. Anh em lấy comment dưới nha. Cho em số điện thoại em gọi hay là add Zalo của em gửi gửi địa chỉ cho em gửi đi theo địa chỉ của anh. Anh em là muốn mua mấy bãi hay là cần câu vậy? Cứ đăng ký kênh em đi. Có gì em lên cái nào á, anh em cứ xem tham khảo. Mấy cái đồ em bán thì anh em yên tâm. Em đã kiểm tra gõ gành mạch hết rồi mới bán cho anh em, chứ không phải là hàng lỗi, hàng bậy mới bán đâu. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chúc anh em ngày buổi tối vui vẻ.